Thưa quý vị, tỉnh Sóc Trăng có tuyến đê biển dài khoảng 50 km nằm trên địa phận thị xã Vĩnh Châu. Những năm gần đây, tác động của sóng biển, gió bão đã gây ra hiện tượng xâm thực, gây xói mòn, sạt lở tại một số đoạn đê. Trước thực trạng này, ngoài đầu tư nguồn vốn khá lớn để triển khai dự án nâng cấp đê biển, tranh thủ kinh phí hỗ trợ từ trung ương và nguồn kinh phí tỉnh, Sóc Trăng đã triển khai xây dựng công trình kè ngầm chắn sóng tại một số khu vực sung yếu. Đây được xem là công trình mang tính đột phá của tỉnh trong công tác phòng chống thiên tai, khi góp phần giảm đáng kể tác động của sóng biển, đảm bảo an toàn cho toàn tuyến đê biển. Theo nhận định của cơ quan chuyên môn, hiện tượng dòng xoáy của biển tại khu vực đê biển Vĩnh Châu diễn ra ngày càng bất thường. Nếu kết hợp cùng thời tiết xấu, nguy cơ xâm thực bờ biển, sạt lở đê biển là rất cao, đặc biệt là tại những khu vực xung yếu trên địa bàn xã Lai Quà, đoạn từ giáp ranh Bạc Liêu đến cống số 2 với chiều dài khoảng 6 km và trên địa bàn xã Vĩnh Hải, đoạn từ cống 15 đến K 47, chiều dài 8,5 km. Trong những năm gần đây thì tình hình biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, bất thường, nó cũng không có theo cái quy luật, thì cũng gây cái ảnh hưởng là làm sạt lở rồi xâm thực bờ biển. Do cái nguồn tài chính còn hạn chế thì chúng tôi chỉ gia cố bằng cái vật liệu địa phương thôi, ví dụ như đóng từ tràm rồi chảy dãy địa rồi vào bao đất, nó cũng gây khó khăn cho cái thị xã trong cái việc mà phòng chống thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu, phòng chống cái sạt lở đê trên địa bàn. Để đảm bảo an toàn cho tuyến đê biển quan trọng của tỉnh, thời gian qua, tranh thủ sự hỗ trợ từ ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh, Sóc Trăng đã triển khai hàng loạt các dự án nâng cấp, tiêu biểu là việc đầu tư xây dựng hệ thống kè chống sạt lở bằng cọc bê tông ly tâm kết hợp đá hộc tại đoạn từ K39 đến K45, đoạn giáp ranh Bạc Liêu trên địa bàn xã Lai Quà với chiều dài tuyến là 2,2 km. Sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, công trình đã phát huy rõ tác dụng khi khắc phục được triệt để tình trạng xâm thực sạt lở đê biển. Thì cái đoạn này từ cống số 2 và lên cống số 4 á, thì trước đây cái đai phòng hộ nó rất là dày. Tuy nhiên là trong những năm từ trước á, thì lúc mình chưa có cái kè này đó, thì sóng nó rất là nhiều và nó đánh là nó phá, là hiện nay là cái tiếng rừng phòng hộ của mình là gần như giống như là nó còn cái ít, có những chỗ là nó mất luôn và nó đánh vô cái thân đê là lở gần 2/3 thân đê. Thì trước những cái nguy cơ đó thì tỉnh đã đầu tư cái nguồn vốn để thực hiện công trình này. Thì hiện nay là cái mực mà nó bồi cái mặt đất trong cái dự án của mình á, so với cái ngoài nó đạt là bồi lên từ khoảng từ 6 tới 8 tấc. 8 tấc so với cái mặt đất tự nhiên ở ngoài. Từ hiệu quả thiết thực mang lại đối với công tác phòng chống thiên tai, tỉnh Sóc Trăng tiếp tục đầu tư xây dựng thêm công trình kè ly tâm chắn sóng đoạn từ K39 đến K45 với chiều dài 1,5 km trên địa bàn xã Vĩnh Hải, hiện cũng đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Và hiện nay, tỉnh cũng đang tiếp tục triển khai thêm công trình kè ngầm tiếp nối đoạn từ K39 K45 về phía cầu Mỹ Thanh 2 với chiều dài 6,425 km. Khi tình trạng xâm thực bờ biển được khắc phục, phù sa được bồi đắp cũng là điều kiện để rừng phòng hộ gian khu vực đê biển có cơ hội phục hồi và phát triển. Do đó, sau khi công trình kè ngầm chắn sóng hoàn thiện, tranh thủ sự hỗ trợ từ nhiều chương trình dự án, đầu năm 2023, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Sóc Trăng đã tiến hành trồng 5 hectare rừng bên trong khu vực bờ kè. Đến nay, 10.000 cây mắm được trồng đã phát triển thành rừng. Về lâu dài, đây cũng là nơi mang đến nguồn thu nhập tăng thêm cho người dân sinh sống gian khu vực từ việc khai thác nguồn lợi thủy sản dưới tán rừng, là điều kiện quan trọng để bà con phối hợp tốt cùng chính quyền địa phương trong công tác bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ. Thì do chiều cường dâng cao sóng lớn đó, thì đối với sạt lở cái đề bờ biển và cũng như là cái rừng phòng hộ rất nghiêm trọng đối với trên địa bàn xã Lai Hòa. Được cái kè mà được có cái bãi bồi đó thì ở đây cũng được cái kiểm lâm thì cũng trồng lại được 5 hectare rừng. Thì khi nếu mà đối với tới cái rừng đã phát triển thành rừng đó, thì đối với bà con ở đây cũng được hưởng cái sinh kế từ dưới tán rừng cũng như là nuôi trồng dưới cái tán rừng, vừa nuôi trồng và vừa bảo quản rừng cũng như có cái thu nhập, cái ổn định cho người dân tại địa phương ở đây. Qua rà soát, toàn thị xã Vĩnh Châu hiện có 13 khu vực bờ sông, bờ biển đã bị sạt lở và có nguy cơ tiếp tục sạt lở với tổng chiều dài trên 20 km.
Thực tế, nhiều năm qua cho thấy, tình trạng sạt lở bờ biển không chỉ đe dọa đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân trong khu vực, mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến diện tích rừng phòng hộ gian biển tại địa phương. Vì vậy, các công trình kè ngầm chắn sóng khi hoàn thiện sẽ tạo nên hành lang kiên cố, vừa bảo vệ bờ biển, vừa gây bồi, tạo bãi để phát triển rừng phòng hộ gian biển của tỉnh. Theo đánh giá thì cái hiệu quả của cái kè này là trong cái việc mà bảo vệ cái thân đê cũng như là cái gây bồi tạo bãi để chúng ta phục hồi rừng phòng hộ, và đặc biệt hơn nữa là cái bảo vệ cái an sinh và cũng như là cái đời sống sản xuất của bà con mà ở khu vực trong đê. Thì hiện nay ngành nông nghiệp cũng đã chỉ đạo cái đơn vị cục kiểm lâm cũng đã tham mưu để tranh thủ các cái dự án mà chúng ta phục hồi rừng phòng hộ. Thì hiện nay rừng phòng hộ phát triển cũng khá là tốt, các cái nguồn lợi sinh mà sinh thái dưới tán rừng cũng phát triển rất là tốt. Đây là cái điều kiện mà để chúng ta tạo sinh kế cho bà con vùng ven biển cũng như là kết hợp với phát triển du lịch trong thời gian tới. Thực tế, công tác phòng chống thiên tai tại tỉnh Sóc Trăng trong nhiều năm qua cho thấy giải pháp công trình vẫn là giải pháp tối ưu, có ý nghĩa quan trọng trong việc giảm thiểu thấp nhất mức độ thiệt hại khi có tình huống xấu xảy ra. Riêng công trình kè ly tâm chắn sóng, chống xâm thực, xói mòn bờ biển còn có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc khôi phục và bảo vệ trên 4.000 hectare rừng phòng hộ gian biển của tỉnh, góp phần cân bằng hệ sinh thái tự nhiên. Quan trọng là tạo thêm sinh kế, cải thiện thu nhập cho khoảng 15.000 hộ dân sinh sống bên trong đê, đặc biệt là bà con dân tộc vùng gian biển.